Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Hôm nay mình cùng nhau sẽ sửa cái đèn LED nó có hiện tượng nháy nhé. Đây là cái đèn LED 12V 3W có 3 bóng LED, mỗi LED là 1W. Đây 3W. Thì cái hiện tượng nháy này là do cái cục này, cái cục đổi nguồn này. Đây là cái cục đổi nguồn, đổi từ điện 220V sang điện 12V. Chứ còn bản thân cái mắt LED này nó không hỏng. Mắt LED này nó có tuổi thọ nó lên đến 50.000 giờ. Và khi mà LED nó vẫn đang nháy nháy thì có nghĩa là nó vẫn đang chạy. Chỉ có điều là cái cục đổi nguồn này nó có vấn đề. Thì dẫn đến là cái đèn LED nó bị nháy. Bây giờ mình sẽ tháo ra và sửa cho các bạn nhé. Cái này mình mua từ năm 2014. Cái tem bảo hành năm 2014. Đây là cái mạch bên trong của cái cục đổi nguồn. Thì cái hiện tượng nháy này là do cái tụ này, do cái tụ điện này nó có vấn đề, tụ điện này nó hỏng rồi. Bây giờ mình sẽ thay cái tụ điện mới. Ở đây nó có 3 tụ, có cái tụ lọc nguồn là tụ này là 400V, 4,7 microfarad. Còn hai cái tụ này là 25V và 47 microfarad. Còn một cái tụ nữa là 50V và 4,7 microfarad. Bây giờ mình sẽ nhả ba cái tụ này ra và thay ba cái tụ mới. Mình sẽ thay từng cái một nhé. Tụ 4,7 microfarad 400V. Đây là cái vỉ linh kiện của mình. Đúng cái tụ này luôn các bạn ạ. 400V 4,7 microfarad. Đây là cái tụ phân cực nên khi các bạn lắp vào các bạn chú ý là phải lắp đúng cực của nó nhé. Ở đây nó có ghi dấu trừ này, tức là cực âm. Cực âm là cái vạch trắng này, cái chân vạch trắng này. Các bạn hàn nó vào thôi. Tụ này là 4,7 microfarad 50V. Đây các bạn. 50V, 4,7 microfarad. Các bạn cũng chú ý cái chân của nó nhé. Phần màu trắng này, trên mạch nó cũng có cái màu trắng này.
Tụ này là 47 microfarad và 25V. Đây, 47 microfarad và 25V. Vậy là mình đã thay ba cái tụ này. Đây các bạn nhìn ba cái tụ mới mình thay đây. Còn đây là ba cái tụ cũ. Thông số của nó lần lượt là 400V, 4,7 microfarad. Cái này là 50V, 4,7 microfarad. Và cái này là 25V, 4,7 microfarad. Đây, ba cái tụ này. Bây giờ mình sẽ cắm thử và xem nó còn nháy nữa không nhé. Mày hết nháy chưa? Như vậy là nó hết nháy rồi các bạn ạ. Mình đã sửa được rồi. Bây giờ mình sẽ đi lắp vào trên cái chân của mình thôi. Với cái mạch vừa nãy mà các bạn nào mà chế để làm đèn nháy thì tận dụng cái mạch đấy luôn, đỡ phải chế. Xin chào mọi người, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.